Tuấn Trần, biến cố thời thơ ấu và mang vui sáng với Trấn Thành trong Bố Già. Thời gian gần đây, cái tên Tuấn Trần bắt đầu vui sáng như một nam thần mới của showbiz Việt với vẻ ngoài điển trai đậm chất Hàn Quốc. Từ một chàng trai chưa qua lớp đào tạo diễn xuất nào, từ từ được đóng chính và dần trở thành một gương mặt thân quen trong mắt khán giả. Đó chính là thành quả dựa vào sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của anh trong suốt thời gian qua. Sau thành công từ những dự án phim truyền hình, web drama, MV, tần suất xuất hiện của nam diễn viên ngày càng dày đặc. Bước chân vào làng giải trí từ 5 năm trước, nhưng có lẽ bây giờ mới là thời của Tuấn Trần. Tuấn Trần, bén duyên với nghề diễn qua một lần đi casting để mẹ vui. Tuấn Trần, tên thật là Trần Duy Tuấn, sinh năm 1992. Trước khi trở thành một gương mặt được săn đón như ngày nay, Tuấn Trần trước đó có một cuộc sống đơn giản, cũng có nhiều lúc thăng trầm. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu, không có ai làm nghệ thuật. Con đường đến với nghề của chàng diễn viên 9X thật sự chẳng dễ dàng. Sau biến cố lớn, cậu bé năm nào đã phải đi làm từ rất sớm để kiếm tiền lo cho bản thân và đỡ đần gánh nặng cơm áo cho gia đình. Anh không đi theo con đường nghệ thuật ngay từ đầu. Tuy có sự yêu thích, nhưng Tuấn Trần đã chọn học Đại học Sài Gòn với chuyên ngành quản trị kinh doanh. Trước khi là một diễn viên, Tuấn Trần từng nổi tiếng với vai trò người mẫu ảnh nhờ gương mặt điển trai, chiều cao nổi bật 1m85 và thân hình 6 múi hoàn hảo. Là một chàng trai có chiều cao ấn tượng cùng gương mặt ưa nhìn đã phần nào giúp anh chinh phục được giải thưởng nét đẹp sinh viên năm 2012. Trong một lần đi casting phim Mùa Oải Hương năm ấy, lúc đầu mục đích chỉ lên TV cho mẹ vui, nhưng không ngờ anh lại được lọt vào mắt xanh của nhiều vị đạo diễn. Con đường tiến sân vào showbiz từ đây cũng dần rộng mở đối với Tuấn Trần. Sau khi thành công trong vai diễn đầu tay vào bộ phim Mùa Oải Hương năm ấy, Tuấn Trần bắt tay với ca sĩ Harry Won đóng chính trong MV Anh Cứ Đi Đi. Từng xuất hiện trên phim, trong MV với nhiều hình tượng nam thần lạnh lùng, mỹ nam an tĩnh, nhưng ngoài đời, Tuấn Trần lại khá rụt rè. Mỗi lần xuất hiện trên các show truyền hình, nam diễn viên luôn ngại ngùng và khá rụt rè khi được nhiều người đẹp như Thúy Ngân, Puka, Hương Giang thả thính. Nhìn bên ngoài của Tuấn Trần, không mấy ai nghĩ rằng chàng trai có diện mạo như một thiếu gia điển trai đó lại có tuổi thơ cơ cực và con đường đến với sự nổi tiếng không dễ dàng. Trải qua tuổi thơ không hạnh phúc khi thấy cảnh mẹ thường xuyên bị bố đánh đập, từ năm 3 tuổi đã phải theo mẹ rong ruổi khắp nơi bán vé số dạo mưu sinh, Tuấn Trần trở thành một chàng trai trưởng thành và nội tâm. Hình ảnh một nam thần có nụ cười tỏa nắng, gương mặt đậm chất Hàn nhưng lại dễ ngượng ngùng của Tuấn Trần chiếm rất nhiều hào cảm từ khán giả, đồng thời giúp anh lọt vào mắt xanh của Harry Won và ekip liên tục xuất hiện trong các MV cũng như các dự án phim sự kiện cùng đàn chị. Sự ăn ý trong cách làm việc và năng lực của Tuấn Trần đã giúp anh trở thành một đồng nghiệp và là bạn thân của nữ diễn viên Hàn Quốc này khi thường cùng cô hợp tác trong dự án như Gia Đình Mén, Thiên Ý. Trong Thiên Ý, anh vào vai công tử Thiên An, chàng trai trung tình xuyên không từ quá khứ đến hiện tại để tìm người yêu. Đây là bộ phim thể hiện rõ nét vẻ đẹp thư sinh, nho nhã, nhẹ nhàng của Tuấn Trần, nhưng vô tình cũng chính là cột mốc đóng khung hình tượng của chàng diễn viên trẻ. Sau đó không lâu, phim điện ảnh thứ hai của Tuấn Trần, Xử 13 ra rạp. Một lần nữa, nam diễn viên cho thấy tài năng diễn xuất và sự nghiêm túc của mình đối với nghệ thuật khi hóa thân thành công vào vai diễn chàng thanh niên bị ma nhập. Từng lời nói, cử chỉ và biểu cảm gương mặt của Tuấn Trần trên màn ảnh rộng khi ấy khiến không ít khán giả sợn gai ốc, thậm chí là ám ảnh. Tuy nhiên, do cái bóng của công tử Thiên An bấy giờ khá lớn nên hình ảnh của anh vẫn chưa thể có sự đột phá cần thiết. Tuấn Trần tiếp tục được diễn chính đầu tiên trong phim Chị Em Nhà Đông Cát, sau đó nhiều dự án khác nối tiếp đến với anh như Lao Công Bí Ẩn, Chạm Vào Danh Vọng, Kén Mẹ Chồng. Với ngoại hình thư sinh, khuôn mặt non trẻ như bún ra sữa, đó cũng là một bất lợi khiến Tuấn Trần dễ đóng đinh trong những vai diễn như Công Tử, Con Nhà Giàu. Thế nhưng cậu luôn cố gắng để khắc phục bản thân, thử thách mình với những vai diễn khác nhau, cố gắng thể hiện cảm xúc nhân vật thật đa dạng. Cuối năm 2019, Tuấn Trần cho ra web drama Thần Chết Tập Sự cùng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Anh Đức, Emma, Đỗ Hoàng Dương, Bo Bách. Tuấn Trần từ một soái ca của showbiz Việt, anh dần dần thay da đổi thịt và cuộc cách mạng cuối cùng đã thành công. Nhìn lại hình ảnh của Tuấn Trần, khán giả và người hâm mộ thở phào vì điều họ nhìn thấy chính là người đàn ông chững chạc, điển trai như một nam thần và mạnh mẽ hơn, chứ không phải chàng công tử nho nhã thư sinh ngày trước. Ý thức thay đổi hình ảnh bản thân trong lòng công chúng là bước đầu cho sự trưởng thành về tư duy nghề nghiệp của chàng diễn viên trẻ. Điều này nhận được sự phản hồi khá tích cực từ phía người hâm mộ. Tuấn Trần còn nhận được sự nâng đỡ từ Trấn Thành, nhân vật quyền lực bậc nhất showbiz Việt hiện tại. Điều này cũng khiến nam diễn viên sinh năm 1992 gặp phải nhiều ý kiến cho rằng anh dựa hơi nhờ mối quan hệ với vợ chồng Trấn Thành, Harry Won để thăng tiến. Mặc dù có được sự ưu ái, Tuấn Trần vẫn khẳng định muốn đi lên bằng thực lực và đang nỗ lực rất nhiều để nhận được sự công nhận. Đầu năm 2020, Tuấn Trần có nhiều hoạt động đóng phim với các dự án tên tuổi như tham gia vào web drama đình đám Bố Già của Trấn Thành hay phim điện ảnh Sắc Đẹp Dối Trá. Nam diễn viên nhận đã để lại nhiều ấn tượng khi vào vai sang đứa con ngỗ nghịch của ông Thành trong Bố Già.
anh thể hiện hoàn hảo, trọn vẹn vai. Nhiều người khen ngợi Tuấn Trần đã có những thay đổi làm mới cách diễn và hình tượng của mình ngày càng rõ rệt. Sau khi phim Bố Già chiếu trên YouTube, đến tháng 3 năm 2021, phim chính thức chiếu trên các cụm rạp. Ngay khi khởi chiếu, đã nhận về 30 tỷ chỉ trong vòng một ngày. Đây là con số vô cùng ấn tượng và gần như là kỷ lục trong làng phim điện ảnh Việt hiện tại. Bộ phim mang đến ý nghĩa về tình cảm gia đình, vai diễn của Tuấn Trần cũng nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến của khán giả. Không chỉ dừng lại ở vai trò diễn viên, Tuấn Trần cho thấy sự đa tài của anh trên nhiều lĩnh vực khác như thử sức trong vai trò làm VJ, người mẫu, làm sản xuất phim. Tuấn Trần trong Bố Già bản điện ảnh. Từ những ngày đầu tiên ra mắt, Bố Già bản điện ảnh đã gặt hái được không ít thành công và nhận về sự ủng hộ nhiệt tình từ các sao Việt, giới truyền thông cũng như đông đảo khán giả. Trấn Thành cùng ekip còn đón nhận thêm tin vui khi Bố Già trở thành phim Việt Nam có doanh thu sneak show cao nhất lịch sử với con số 10,6 tỷ đồng chỉ kết thúc trong 6 tiếng đồng hồ công chiếu đầu tiên. Khán giả không những dành những tình cảm đặc biệt cho phim mà còn rất đổi yêu mến bộ đôi cha con Trấn Thành và Tuấn Trần. Thành công hiện tại của Bố Già, ngoài sự dụng tâm và mức độ đầu tư của Trấn Thành thì còn có diễn xuất tiến bộ, bùng nổ của nam chính còn lại, Tuấn Trần trong vai Quán. Vào vai con trai của ba Sang, Quán có những tư tưởng khác biệt, muốn dùng tiền từ nghề làm streamer để nuôi ba và em gái bù tọt, Ngân Chi. Sự cách biệt thế hệ, những mâu thuẫn gia đình, đặc biệt là tình cảm khó nói, khó thể hiện của cha con đã được Tuấn Trần thể hiện trọn vẹn. Có thể thấy sự tiến bộ vượt bậc của anh chàng. Nhiều khán giả đã trở thành fan của Tuấn Trần sau Bố Già vì diễn giỏi, lại còn đẹp trai và là điểm tựa visual làm điều đứng trái tim khán giả. Một số khán giả đã khẳng định trong số những lý do nên xem Bố Già, nhan sắc của Tuấn Trần xếp hạng 1. Và fan còn mượn lại câu nói nổi tiếng của Trúc Nhân ở Bố Già web drama, con trai chú, ảnh ngon, để nhận xét về anh chàng Quán lần này. Nhìn chung, Bố Già đích thị là cột mốc đáng nhớ nhất trong lịch sử sự nghiệp của nam diễn viên sinh năm 1992. Anh đã giảm 9 kg cho vai diễn, nhập vai đến mức chấn thương và thực sự thăng hoa trong diễn xuất. Một lần nữa, nam diễn viên trẻ đã khẳng định được thực lực của bản thân, không chỉ dựa vào vẻ ngoài khi theo đuổi môn nghệ thuật thứ bảy. Quán cũng là một vai nặng ký, có tâm lý phức tạp nhất trong số các vai mà Tuấn Trần đã đảm nhận. Nam diễn viên cho biết, ban đầu anh khá lo lắng, nhưng nhờ có sự tin tưởng và hướng dẫn tận tình của tiền bối Trấn Thành mà anh mới tích lũy được nhiều kinh nghiệm và nuôi cảm xúc tốt nhất cho vai diễn của mình. Trấn Thành nhận xét về con trai màn ảnh. Tuấn Trần giống như cơn mưa rào, khi cảm xúc của nó tới là mình cũng phải có cảm xúc để đối diễn kịp cho nó. Nhờ vậy, dần dần Tuấn Trần mới tin vào bản thân để dám bùng hết lực diễn của mình. Trước khi phim ra mắt, Bố Già cũng từng gây xôn xao khi hé lộ hình ảnh Tuấn Trần bị thương rất nặng trong quá trình quay phim đến mức cả đoàn phim lo lắng rơi nước mắt. Sau những bước đầu thành công của Bố Già, nhìn thấy Tuấn Trần hết sức xúc động với sự mến mộ của khán giả, Trấn Thành đã động viên. Nếu khán giả yêu thương em thì đó là công sức của em đã vượt qua được bản thân của mình. Với thành công từ Bố Già, chàng diễn viên sinh năm 1992 tiếp tục trở thành cái tên khiến dân tịch phát sốt, thậm chí được ưu ái gọi bằng biệt danh Nam Thần Mới của màn ảnh Việt. Sở hữu ngoại hình điển trai, hơn hết là khả năng diễn xuất thăng hạng. Không khó hiểu khi Tuấn Trần ngày càng trở thành cái tên khiến khán giả khó rời mắt.